Thái hậu Từ Hy, nạn nhân của định kiến hay tội đồ của lịch sử. Nổi tiếng với hình ảnh của một người phụ nữ đầy tham vọng và tàn nhẫn, Thái hậu Từ Hy đã ghi tên mình vào lịch sử Trung Hoa như một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất. Nhưng liệu tất cả những lời chỉ trích nhắm vào bà có thực sự công bằng? Bước sang thế kỷ thứ 19, triều đại nhà Thanh đã đứng trên bờ vực thẳm với vô số vấn đề chính trị và kinh tế chồng chất, đối mặt với sự xâm lược của các cường quốc phương Tây và sự trỗi dậy của một Nhật Bản hùng mạnh. Chính quyền Trung Quốc lúc bấy giờ như ngàn cân treo sợi tóc. Và người phụ nữ nắm giữ vận mệnh của đế chế đang trên đà suy vong ấy chính là Từ Hy Thái Hậu. Giữa cơn bão tố của lịch sử, triều đại nhà Thanh chìm trong khủng hoảng và sự cai trị của Từ Hy thường bị xem là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của nó. Trong mắt các nhà sử học và giới quan sát phương Tây, Từ Hy hiện lên như một bà hoàng chuyên quyền, khư khư giữ lấy quyền lực và chống lại mọi đổi thay. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số học giả đã bắt đầu nhìn nhận lại vai trò của Từ Hy trong lịch sử Trung Quốc. Họ cho rằng vị thái hậu này đã trở thành vật tế thần cho sự sụp đổ của nhà Thanh, một triều đại đã suy tàn từ bên trong trước khi bà nắm quyền. Vậy bằng cách nào mà bà lại có thể tạo nên dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Trung Hoa? Và tại sao hình ảnh của bà vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi cho đến ngày nay? Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hành trình trở thành Thái hậu. Sinh năm 1835 trong một gia đình Mãn Châu quyền thế, Na Lạp Thị, người sau này được biết đến với danh xưng Từ Hy Thái Hậu, được cho là một cô bé thông minh và nhạy bén bất chấp việc không được hưởng một nền giáo dục bài bản. Năm 16 tuổi, cánh cửa Tử Cấm Thành, trung tâm quyền lực của cả đất nước, mở ra chào đón bà khi được chọn làm phi cho Hoàng đế Hàm Phong, lúc bấy giờ mới 21 tuổi. Khởi đầu chỉ là một phi tần cấp thấp, cuộc đời bà bước sang một trang mới khi hạ sinh đứa con trai đầu lòng cho Hoàng đế, Tải Thuần, người sau này nối ngôi với đế hiệu Đồng Trị vào năm 1856. Sự ra đời của vị vua tương lai đã thắp lên niềm hân hoan trong cung cấm với những buổi yến tiệc linh đình và lễ hội tưng bừng khắp kinh thành. Tuy nhiên, bên ngoài những bức tường thành uy nghiêm, triều đình nhà Thanh đang phải đối mặt với những cơn sóng dữ. Cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc năm 1850 đến năm 1864 bùng nổ dữ dội khắp đất nước, trong khi chiến tranh nhà phiến lần thứ hai từ năm 1856 đến năm 1860 với các cường quốc phương Tây lại đẩy triều đình vào thế yếu. Thất bại ê chề trong cuộc chiến với phương Tây đã buộc chính quyền nhà Thanh phải ký kết hàng loạt hiệp ước bất bình đẳng, dẫn đến mất mát lãnh thổ và bồi thường chiến phí khổng lồ. Lo sợ cho sự an nguy của bản thân và triều đình, Hoàng đế Hàm Phong đã cùng gia quyến chạy trốn đến Nhiệt Hạ, hành cung mùa hè của hoàng gia và giao phó việc nước cho cung thân Vương Dịch Hân, em trai cùng cha khác mẹ của mình. Chìm trong đau khổ và tuyệt vọng trước tình cảnh đất nước, Hoàng đế Hàm Phong qua đời trong u uất vào năm 1861, để lại ngai vàng cho Tải Thuần, khi ấy mới 5 tuổi. Quyền lực sau bức màn the. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, Hoàng đế Hàm Phong đã chỉ định 8 vị đại thần phò tá cho vị hoàng đế nhỏ tuổi Đồng Trị, cho đến khi ông đủ tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, Từ Hy khi đó mang danh hiệu Ý Phi, đã cùng Hoàng hậu Nữ Hỗ Lộc Thị, chính thất của tiên đế, và cung thân Vương Dịch Hân phát động cuộc đảo chính Tân Dậu nhằm giành lấy quyền lực từ tay các cố mệnh đại thần. Hai vị quá phụ đã thành công trong việc thâu tóm quyền kiểm soát triều đình với tư cách là đồng nhiếp chính. Với Hoàng hậu Nữ Hỗ Lộc Thị được tôn làm Từ An Thái Hậu, nghĩa là người mẹ hiền từ và yên tĩnh. Còn Ý Quý Phi trở thành Từ Hy Thái Hậu, nghĩa là người mẹ hiền từ và vui vẻ. Mặc dù nắm giữ quyền lực tối cao, nhưng theo luật lệ triều đình, các vị thái hậu không được phép trực tiếp tham gia vào những buổi thiết triều. Thay vào đó, họ phải buông rèm nhiếp chính, đưa ra chỉ dụ và quyết sách từ phía sau bức màn. Được biết đến với tên gọi buông rèm nhiếp chính, hệ thống này đã được nhiều nữ chúa, hoàng hậu và thái hậu trong lịch sử Trung Quốc sử dụng. Xét về cấp bậc, Từ An Thái Hậu đứng trên Từ Hy Thái Hậu, nhưng do Từ An không mấy mật mà với chính sự, nên trên thực tế, Từ Hy Thái Hậu mới là người nắm quyền điều hành đất nước. Cách lý giải truyền thống về sự phân chia quyền lực này, cũng như chính cuộc đảo chính Tân Dậu, đã phần nào khắc họa hình ảnh một Từ Hy Thái Hậu đầy mưu. Từ Hy Thái Hậu và phong trào tự cường. Mặc dù lịch sử thường khắc họa Từ Hy Thái Hậu với nhiều góc nhìn tiêu cực, nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực của bà trong việc hiện đại hóa Trung Quốc vào giữa thế kỷ 19, đặc biệt là trong phong trào tự cường mà bà cùng cung thân Vương Dịch Hân khởi xướng vào năm 1861
nhằm vực dậy một đế chế đang trên bờ vực sụp đổ. Phong trào tự cường đã đánh dấu một giai đoạn phục hưng ngắn ngủi nhưng đầy ấn tượng của triều đại nhà Thanh. Chính quyền trung ương đã dập tắt thành công cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc và nhiều cuộc nổi dậy khác trên khắp đất nước. Hệ thống kho vũ khí được hiện đại hóa theo mô hình phương Tây, góp phần nâng cao đáng kể năng lực quốc phòng của Trung Quốc. Bên cạnh đó, chính sách ngoại giao với các cường quốc phương Tây cũng được điều chỉnh theo hướng mềm mỏng và cởi mở hơn, nhằm xóa bỏ hình ảnh một quốc gia lạc hậu và man rợ mà phương Tây gán cho Trung Quốc. Sự ra đời của Tổng lý Nha Môn, cơ quan ngoại giao đầu tiên của Trung Quốc, và Đồng Văn Quán, trường học chuyên dạy ngoại ngữ phương Tây, là minh chứng rõ nét cho nỗ lực này. Không chỉ dừng lại ở chính sách đối ngoại, triều đình nhà Thanh dưới thời Tử Hy Thái Hậu Nhiếp Chính cũng chứng kiến những cải cách quan trọng trong bộ máy chính quyền. Nạn tham nhũng bị kiên quyết bài trừ, đồng thời nhiều quan chức tài năng, bất kể xuất thân Mãn hay Hán, đều được trọng dụng và cất nhắc. Được Tử Hy Thái Hậu ủng hộ, đây được xem là một bước tiến bộ đáng kể so với truyền thống xưa cũ của triều đình. Lòng nghi kỵ và sự kìm kẹp quyền lực. Mặc dù công nhận tài năng của các vị quan lại trong triều, nhưng Tử Hy Thái Hậu cũng nổi tiếng là người đầy toan tính và sẵn sàng hành động để loại bỏ những ai có thể đe dọa đến quyền lực của mình. Minh chứng rõ ràng nhất cho điều này chính là cách bà đối xử với cung thân Vương Dịch Hân, người đã sát cánh cùng bà ổn định đất nước sau khi Hoàng đế Hàm Phong đột ngột qua đời. Với tư cách là Hoàng tử Nhiếp Chính, Dịch Hân đã có công lao to lớn trong việc dẹp tan cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc vào năm 1864. Ông cũng là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong cả cơ quan ngoại giao và triều đình. Lo sợ trước uy tín và thế lực ngày càng lớn mạnh của người em chồng, Tử Hy Thái Hậu đã công khai cáo buộc ông có ý đồ tạo phản và tước bỏ mọi chức vụ vào năm 1865. Mặc dù sau đó Dịch Hân được phục chức, nhưng mối quan hệ giữa ông và Tử Hy Thái Hậu đã không còn được như xưa. Sự kiện này đã phơi bày rõ nét bản chất đa nghi và lòng tham quyền lực vô độ của vị Thái Hậu đầy quyền uy này. Mưu đồ chính trị của Tử Hy Thái Hậu. Năm 1873, sau hơn một thập kỷ Nhiếp Chính, Tử Hy Thái Hậu và Từ An Thái Hậu buộc phải trao trả quyền lực cho Hoàng đế Đồng Trị, khi đó vừa tròn 16 tuổi. Tuy nhiên, kinh nghiệm non trẻ của vị Hoàng đế mới trong việc cai trị đất nước đã vô tình tạo điều kiện cho Tử Hy Thái Hậu tiếp tục duy trì ảnh hưởng của mình trong triều chính. Cái chết đột ngột của Hoàng đế Đồng Trị vào năm 1875 đã đẩy ngai vàng nhà Thanh vào một cuộc khủng hoảng kế vị chưa từng có trong lịch sử. Không có người nối dõi trực hệ, vận mệnh của cả một triều đại bỗng chốc trở nên bấp bênh. Nắm bắt thời cơ, Tử Hy Thái Hậu đã nhanh chóng đưa cháu trai ruột của mình là Tải Điềm, khi đó mới 3 tuổi, lên kế vị ngai vàng với danh nghĩa con nuôi. Hành động này đã vi phạm nghiêm trọng luật lệ của hoàng tộc, bởi lẽ người kế vị phải thuộc thế hệ sau người cai trị trước đó. Tuy nhiên, trước quyền lực và uy thế của Tử Hy Thái Hậu, không một ai dám lên tiếng phản đối. Cậu bé Tải Điềm được đưa lên ngôi lấy hiệu là Hoàng đế Quang Tự. Tử Hy Thái Hậu một lần nữa trở thành người Nhiếp Chính, nắm giữ toàn bộ quyền lực trong tay. Nhờ sự thao túng tài tình của Tử Hy Thái Hậu, cuộc khủng hoảng kế vị đã được giải quyết một cách nhanh chóng, tạo điều kiện cho giai đoạn 2 của phong trào tự cường tiếp tục diễn ra. Trong thời kỳ này, dưới sự dẫn dắt của Lý Hồng Chương, một vị tướng tài kiêm nhà ngoại giao xuất sắc, Trung Quốc đã đạt được những bước tiến đáng kể trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp và công nghiệp. Lý Hồng Chương cũng là người có công lớn trong việc củng cố quân đội và hiện đại hóa hải quân Trung Quốc nhằm đối phó với sự bành trướng ngày càng mạnh mẽ của đế quốc Nhật Bản. Chính sách sai lầm của Tử Hy Thái Hậu. Mặc dù Trung Quốc dưới thời phong trào tự cường đã có những bước tiến nhất định trên con đường hiện đại hóa, nhưng Tử Hy Thái Hậu lại ngày càng tỏ ra nghi ngại và bài xích quá trình Tây phương hóa đang diễn ra ngày một mạnh mẽ. Cái chết của Từ An Thái Hậu vào năm 1881 đã tạo điều kiện cho Tử Hy Thái Hậu thâu tóm quyền lực tuyệt đối. Bà bắt đầu thanh trừng những quan lại có tư tưởng ủng hộ cải cách theo phương Tây trong triều đình. Một trong những nạn nhân đầu tiên của Tử Hy Thái Hậu chính là cung thân Vương Dịch Hân, người mà bà luôn xem là cái gai trong mắt. Năm 1884, lợi dụng việc quân Pháp xâm lược Việt Nam, Tử Hy Thái Hậu đã cho rằng Dịch Hân thiếu năng lực. Bà nhân cơ hội này tước bỏ mọi chức vụ của ông trong quân cơ sứ và Tổng lý Nha Môn, thay vào đó là những người thân tín của mình. Năm 1889, Tử Hy Thái Hậu tuyên bố trao trả quyền lực cho Hoàng đế Quang Tự, khi đó đã 18 tuổi. Nhưng dù lui về hậu cung, bà vẫn là nhân vật quyền lực nhất trong triều đình. Các quan lại vẫn thường xuyên xin ý kiến của bà trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào, thậm chí còn phớt lờ cả ý kiến của Hoàng đế Quang Tự.
thất bại thảm hại của Trung Quốc trong chiến tranh Trung Nhật năm 1894 đến năm 1895 đã phơi bày sự lạc hậu về công nghệ và quân sự của đất nước. Các cường quốc phương Tây nhân cơ hội này ép buộc triều đình nhà Thanh phải nhượng bộ nhiều quyền lợi. Nhận thức rõ sự cần thiết phải thay đổi, Hoàng đế Quang Tự đã khởi xướng phong trào cải biến, hay còn gọi là cải cách trăm ngày vào năm 1898. Với sự ủng hộ của các nhà cải cách như Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu, với tinh thần canh tân đất nước, Hoàng đế Quang Tự thậm chí còn lên kế hoạch lật đổ Từ Hy Thái Hậu, người mà ông cho là bảo thủ và cản trở sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, kế hoạch của Hoàng đế Quang Tự đã bị bại lộ. Tức giận, Từ Hy Thái Hậu đã phát động chính biến, giam lỏng Hoàng đế Quang Tự và dập tắt phong trào cải biến. Nhiều nhà sử học cho rằng, chính sách bảo thủ của Từ Hy Thái Hậu đã khiến Trung Quốc bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để thực hiện cải cách một cách hòa bình, đồng thời đẩy nhanh quá trình sụp đổ của triều đại nhà Thanh. Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn. Cuối thế kỷ 19, triều đình nhà Thanh chìm trong vòng xoáy khủng hoảng, quyền lực lung lay, xã hội Trung Quốc bị chia rẽ sâu sắc. Sự bất mãn dâng cao trong lòng người dân trước tình hình chính trị bất ổn và kinh tế kiệt quệ. Giữa cơn bão lịch sử ấy, làn sóng căm phẫn của người dân đổ dồn vào các cường quốc phương Tây, những kẻ mà họ cho là nguyên nhân gây ra sự suy yếu của Trung Quốc. Năm 1899, phong trào Nghĩa Hòa Đoàn được phương Tây biết đến với cái tên Cuộc Nổi Loạn của những Võ Sĩ bùng nổ dữ dội ở miền Bắc Trung Quốc. Những người tham gia phong trào với lòng căm phẫn ngút trời đã tấn công vào các cơ sở của người nước ngoài, đập phá tài sản và trút cơn thịnh nộ lên các giáo sĩ phương Tây cùng những người Trung Quốc theo Kitô giáo. Bạo lực leo thang chóng mặt lan đến tận Bắc Kinh vào tháng 6 năm 1900, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của các phái đoàn ngoại giao. Trước tình thế cấp bách, triều đình nhà Thanh dưới sự lãnh đạo của Thái hậu Từ Hy đã đưa ra một quyết định mang tính lịch sử, ra lệnh cho toàn bộ quân đội tấn công người nước ngoài và ngầm ủng hộ phong trào Nghĩa Hòa Đoàn. Quyết định này như châm ngòi cho một cuộc chiến tranh không cân sức đẩy Trung Quốc vào thảm họa. Tháng 8 năm 1900, Liên minh 8 nước bao gồm các cường quốc quân sự như Đức, Nhật Bản, Nga, Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Ý và Áo Hung đã mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Bắc Kinh. Với ưu thế vượt trội về trang bị và chiến thuật, Liên quân nhanh chóng đập tan sự kháng cự yếu ớt của quân đội nhà Thanh. Bắc Kinh thất thủ, Từ Hy Thái Hậu buộc phải chạy trốn về Tây An, để lại kinh thành trong tay quân thù. Thất bại thảm hại của nhà Thanh trong cuộc chiến với Liên minh 8 nước đã dẫn đến việc ký kết Nghị định thư Bosser vào tháng 9 năm 1901. Bản hiệp ước này với những điều khoản hết sức nặng nề đã giáng một đòn chí mạng vào nền kinh tế và uy tín của Trung Quốc. Theo đó, triều đình nhà Thanh phải gánh khoản bồi thường khổng lồ lên tới hơn 330 triệu USD, đồng thời bị cấm nhập khẩu vũ khí trong vòng 2 năm. Những nỗ lực muộn màng. Cuộc nổi loạn được xem là một dấu mốc đen tối trong lịch sử Trung Quốc, phơi bày sự bất lực của triều đình nhà Thanh trước sức mạnh của chủ nghĩa đế quốc phương Tây và sự sụp đổ của trật tự phong kiến đã lỗi thời. Nhận thức được sai lầm của mình, Từ Hy Thái Hậu đã nỗ lực cải cách đất nước với hy vọng níu kéo sự tồn tại của triều đại. Từ đầu những năm 1900, bà cho triển khai chính sách mới, tập trung vào việc cải cách giáo dục, hành chính, quân đội và hướng tới một chế độ quân chủ lập hiến. Hệ thống thi cử, khoa cử lỗi thời bị bãi bỏ, thay vào đó là nền giáo dục hiện đại theo kiểu phương Tây. Các trường quân sự được thành lập trên khắp cả nước nhằm hiện đại hóa quân đội. Bên cạnh đó, Thái hậu Từ Hy cũng mạnh dạn thực hiện những cải cách xã hội chưa từng có tiền lệ, như cho phép người Hán và người Mãn kết hôn, bãi bỏ tục bó chân, vân vân. Tuy nhiên, những nỗ lực muộn màng của Thái hậu Từ Hy không đủ sức vực dậy một đế chế đang trên bờ vực sụp đổ. Sự bất mãn trong lòng dân ngày càng gia tăng, phong trào cách mạng chống nhà Thanh bùng nổ mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của những nhà cách mạng tiên phong như Tôn Trung Sơn. Năm 1908, Hoàng đế Quang Tự băng hà trong sự nghi ngờ bị Thái hậu Từ Hy đầu độc. Trước khi qua đời một ngày sau đó, Thái hậu Từ Hy đã vội vàng đưa cháu trai mới 2 tuổi là Phổ Nghi lên ngôi, trở thành vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh. Cái chết của Từ Hy Thái hậu đã khép lại một chương lịch sử đầy biến động của triều đại Mãn Thanh, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới cho Trung Quốc, kỷ nguyên của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước khỏi ách thống trị của chế độ phong kiến và chủ nghĩa đế quốc, tiến tới thành lập một nước Cộng hòa Dân chủ hiện đại. Cách mạng Tân Hợi năm 1911 do Tôn Trung Sơn lãnh đạo đã lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt hơn 2.000 năm chế độ quân chủ chuyên chế ở Trung Quốc. Nhiều sử gia chỉ trích Từ Hy là một nhà cai trị bảo thủ, cố chấp bám víu quyền lực và đẩy đất nước vào vòng xoáy suy vong. Nhưng trong những thập kỷ gần đây, một số học giả đã bắt đầu xem xét lại di sản của Từ Hy dưới góc nhìn khách quan và đa chiều hơn. Họ lập luận rằng
Từ Hy đã trở thành vật tế thần cho sự sụp đổ của triều đại nhà Thanh, giống như hoàng hậu Marie Antoinette trong cách mạng Pháp. Trong bối cảnh Trung Quốc bị các cường quốc phương Tây xâm lược và nội bộ đầy rẫy mâu thuẫn, Từ Hy cũng là nạn nhân của hoàn cảnh. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!